Chào các em đã hoàn thành xong chương trình vật lý lớp 6. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học tiếp sang chương trình vật lý lớp 7. Ta tìm hiểu phần 1 đó là quang học. Quang ở đây có nghĩa là ánh sáng. Vậy thì phần này các em sẽ học các kiến thức liên quan đến ánh sáng. Chúng ta đều biết rằng là ánh sáng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người và các loài sinh vật. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy, nhận biết được thế giới xung quanh, giúp cuộc sống của con người và các loài sinh vật diễn ra bình thường. Một vài ví dụ cụ thể như sau. Ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng, giúp các tàu thuyền định hướng khi đang hoạt động trên biển. Từ ngày xưa, người cổ đại đã biết sử dụng ánh nắng mặt trời để chế tạo nên những chiếc đồng hồ đầu tiên. Như các em thấy, chiếc đồng hồ này bao gồm một mặt đá và một thanh kim loại phía trên. Khi ánh nắng chiếu vào, bóng của thanh kim loại sẽ in trên mặt đá. Người ta sẽ dựa vào vị trí và độ dài của cái bóng này để xác định được thời gian. Nhưng cái đồng hồ này có một nhược điểm đó là chúng ta không thể xem giờ vào những ngày không có mặt trời hoặc là vào ban đêm. Ánh sáng cũng giúp cho cây xanh quang hợp. Ngoài ra, còn rất nhiều tác dụng khác của ánh sáng đối với thế giới tự nhiên. Vậy thì bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về ánh sáng. Chủ đề 1 và 2. Ánh sáng, sự truyền ánh sáng. Một lớn nhìn thấy một vật. Vậy ta nhìn thấy một vật khi nào? Cô có hai căn phòng bên dưới, một căn phòng được chiếu sáng, còn một căn phòng đóng kín cửa và tắt đèn, không được chiếu sáng. Vậy theo em, ở hình ảnh nào ta nhìn thấy được các đồ vật trong phòng? Tất nhiên là ở căn phòng số 1 rồi đúng không nào? Ở căn phòng này ta nhìn rõ được các vật như là cầu thang, kệ sách, nền nhà vì các vật này được chiếu sáng. Còn ở căn phòng số 2, chúng ta không quan sát thấy gì cả vì các vật trong phòng không được chiếu sáng. Vậy từ đây ta thấy rằng điều kiện đầu tiên để nhìn thấy được các vật là vật đó phải được chiếu sáng. Bây giờ vẫn là căn phòng được chiếu sáng lúc nãy. Trường hợp 1, nếu em mở mắt và nhìn vào căn phòng. Trường hợp 2, em cũng nhìn về hướng căn phòng nhưng mà lấy tay che mắt, hoặc em có thể nhắm mắt cũng được. Vậy em cho cô biết ở trường hợp nào em sẽ nhìn thấy được các vật trong phòng? Là trường hợp mở mắt đúng không nào? Vì ở trường hợp này, ánh sáng từ vật đã truyền đến mắt ta. Còn ở trường hợp 2, khi em nhắm mắt, ánh sáng từ vật không thể truyền đến mắt được. Vậy từ những điều này, ta biết được rằng điều kiện để nhìn thấy được một vật, thứ nhất, vật đó phải được chiếu sáng. Và thứ hai là ánh sáng từ vật phải truyền đến mắt ta. Gom hai điều kiện trên thành một, cô có được kết luận như sau. Ta nhìn thấy được một vật khi có chấm 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 từ vật đó đến mắt ta. Cô có những cụm từ như sau. Các bạn sẽ chọn cho cô một cụm từ mà các bạn cho là đúng nhất để điền vào chỗ trống ở trên. Vậy ở đây từ chính xác là từ ánh sáng. Ta nhìn thấy được một vật khi có ánh sáng từ vật đó đến mắt ta. Ánh sáng mà ta nhìn thấy đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ta sẽ tìm hiểu sang phần 2, đó là nguồn sáng và vật sáng.
Cô có các hình ảnh như sau. Nhìn vào hình ảnh và dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết các vật sau là tự nó phát sáng hay hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu đến nó. Ta sẽ đi xét từng vật một. Đầu tiên, hình thứ nhất đối với mặt trời, thì các em thấy rằng mặt trời là vật tự phát sáng. Hình thứ hai, mặt trăng thì sao? À, mặt trăng không tự phát ra ánh sáng mà nó nhận ánh sáng từ mặt trời và hắt lại về phía trái đất. Do đó, đứng trên mặt đất, ta thấy mặt trăng phát sáng. Hình ảnh thứ ba là bóng đèn. Bóng đèn này sẽ tự phát sáng khi có dòng điện chạy qua. Hình ảnh thứ tư, các bạn biết đây là con gì không? Đây là con đom đóm và con đom đóm thì tự phát sáng. Cây nến cũng tự phát sáng khi mình thắp nó lên. Hình thứ sáu, đó là cái cây. Cái cây vào ban ngày, ta thấy nó sáng được là do ánh sáng mặt trời chiếu vào nó và nó hắt lại. Tương tự căn phòng cũng vậy, các đồ vật trong phòng không tự phát sáng mà nó hắt lại ánh sáng chiếu đến nó. Vậy ánh sáng này có thể là ánh sáng đèn điện hoặc là ánh sáng từ mặt trời. Rồi, vậy tất cả những vật này cô gọi là vật sáng. Nhưng trong đó có những vật tự phát ra ánh sáng, ví dụ như mặt trời, bóng đèn, cây nến, thì cô gọi nó là nguồn sáng. Vậy tức là ở đây, mặt trời vừa là nguồn sáng vừa là vật sáng. Mặt trăng là vật sáng. Bóng đèn cũng vừa là vật sáng vừa là nguồn sáng. Cái cây là vật sáng. Vậy từ đó, cô có kết luận về nguồn sáng và vật sáng như sau. Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng, ví dụ mặt trời, bóng đèn, cây nến. Còn vật sáng sẽ bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu đến nó, ví dụ mặt trời, mặt trăng, vân vân. Vậy ta biểu diễn đường truyền của ánh sáng như thế nào? Chúng ta sang phần 3. Đường truyền của ánh sáng. Các em quan sát hình ảnh sau. Trong hình có hai bạn cùng dùng ống hút để nhìn bóng đèn. Bạn A thì dùng ống hút cong, còn bạn B dùng ống hút thẳng. Vậy theo em, bạn nào sẽ nhìn thấy được bóng đèn qua ống hút? Các em có thể làm thử thí nghiệm này ở nhà và rất dễ dàng các em sẽ biết được bạn B sẽ nhìn thấy được bóng đèn, còn bạn A thì không. Bởi vì bạn B dùng ống hút thẳng, đúng chưa nào? Ở trên, các em đã biết được rằng muốn nhìn thấy bóng đèn thì phải có ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta. Vậy bạn B nhìn thấy bóng đèn nghĩa là ánh sáng từ bóng đèn đã truyền được đến mắt bạn B, đúng không? Và ánh sáng này không truyền được đến mắt bạn A. Vậy từ đó ta thấy rằng trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Từ đây người ta có định luật truyền thẳng của ánh sáng như sau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Môi trường trong suốt ở đây ví dụ như là môi trường nước, môi trường không khí, môi trường thủy tinh. Còn đồng tính, hay mình có thể dùng từ đồng nhất, nghĩa là có cùng tính chất. Các em cũng có thể hiểu là nếu ánh sáng truyền trong một môi trường trong suốt nào đó thì ánh sáng sẽ đi theo đường thẳng. Nhưng nếu mà nó truyền giữa hai môi trường, từ môi trường này sang môi trường kia, thì ánh sáng sẽ không đi theo đường thẳng nữa, bởi vì tính chất của hai môi trường là khác nhau. Cô ví dụ với hình ảnh sau. Khi cắm ống hút vào nước thì ngay chỗ mặt nước, các em sẽ thấy ống hút giống như bị gãy. Vậy thì ánh sáng truyền đi cũng sẽ như vậy.
vì tính chất của môi trường không khí và môi trường nước là khác nhau. Vậy thì ta biểu diễn đường truyền của tia sáng như thế nào? Chúng ta sang phần 4, tia sáng và chùm sáng. Một, tia sáng. Ta quy ước đường truyền của ánh sáng trong môi trường trong suốt đồng tính bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Đường này được gọi là tia sáng. Ví dụ như hình ảnh này, bạn nhỏ muốn đọc được chữ trong sách, thì ánh sáng từ sách phải truyền đến mắt của bạn. Vậy ta biểu diễn tia sáng đó là tia SM như sau. Tia sáng hướng đến đâu thì mũi tên phải chỉ về hướng đó. Như các em thấy trong hình, ánh sáng từ cuốn sách truyền đến mắt của bạn nhỏ. Vậy thì mũi tên này phải chỉ về mắt của bạn nhỏ. Nhưng trong thực tế các em thấy rằng ánh sáng không truyền đi một tia mà có rất nhiều tia. Ví dụ như những hình ảnh này. Vậy trong trường hợp này ta gọi là chùm sáng. Chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Trong thực tế ta hay gặp 3 loại chùm sáng như sau. Loại thứ nhất, đó là ánh sáng phát ra từ bút laser. Các em quan sát chùm tia màu cam, mình sẽ thấy rằng ánh sáng truyền đi không bị loe ra, cũng không bị chậm lại, mà khoảng cách giữa các tia sáng không thay đổi trong suốt quá trình truyền đi. Ta gọi đây là chùm sáng song song. Loại thứ hai, các tia sáng ra xa nhau khi truyền đi, ta gọi đây là chùm sáng phân kỳ, tức là các tia sáng loe ra, tách nhau ra. Loại thứ ba, để tìm hiểu loại này, các em quan sát hình ảnh sau đây. Đây là bếp sử dụng năng lượng mặt trời để nấu nướng. Vì khi ánh sáng mặt trời chiếu đến bếp, sẽ bị hắt lại và tụ vào một chỗ ngay trước bếp, như các em thấy nó là chùm tia màu đỏ trên hình. Chỗ mà các tia sáng tụ lại đó, người ta sẽ dùng để nấu ăn. Thì chùm sáng tụ lại như vậy, ta gọi là chùm sáng hội tụ. Tóm lại, chúng ta có 3 loại chùm sáng thường gặp. Đó là chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần lý thuyết của chủ đề 1 và 2. Để củng cố kiến thức vừa học, ta sẽ đi làm vận dụng. Câu 1. Ta nhìn thấy một vật khi nào? Ở đây có 4 đáp án. Các em sẽ đọc và chọn ra một đáp án đúng nhất. Giờ cô sẽ đọc và phân tích từng đáp án một. Câu A, vật là nguồn sáng. Câu này sai, vì chúng ta vẫn nhìn thấy được cây xanh, trong khi cây xanh nó là vật sáng chứ không phải nguồn sáng. Câu B, ta đang mở mắt và nhìn về phía vật. Câu này cũng sai luôn, bởi vì nếu ta mở mắt nhưng vật không được chiếu sáng, giống như trong căn phòng tối lúc nãy, thì ta cũng không thể nhìn thấy được vật. Câu C, vật là vật sáng. Câu này cũng sai, vì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nguồn sáng mà. Câu D, có ánh sáng từ vật đi vào mắt ta. Vậy câu này đúng rồi. Câu số 2, ta nhận biết được ánh sáng khi nào? Ở đây cô cũng có 4 đáp án. Câu A, đang là ban ngày. Câu này sai, vì ban tối các em cũng có thể nhận biết được ánh sáng, ví dụ như là ánh sáng đèn điện. Câu B, có một nguồn sáng đặt trước mặt. Sai,
Câu C, ta đang mở mắt. Câu này cũng sai. Nếu như các em đang mở mắt nhưng ở trong một căn phòng tối thì các em cũng không nhận biết được ánh sáng. Câu D, có ánh sáng truyền vào mắt ta. Câu này đúng rồi. Vậy chỉ cần có ánh sáng truyền vào mắt ta thì ta sẽ nhận biết được ánh sáng. Câu số 3, môi trường đồng tính nào sau đây không thỏa mãn điều kiện về sự truyền thẳng của ánh sáng? Vậy, theo định luật truyền thẳng của ánh sáng, người ta nói rằng trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng sẽ truyền đi theo đường thẳng, đúng chưa nào? Vậy mình thấy ở đây có 4 môi trường, A là không khí, B là thủy tinh, C là nước. Chúng ta thấy rằng 3 môi trường này đều là 3 môi trường trong suốt và đồng tính. Còn câu D là sắt, môi trường này đồng tính nhưng không trong suốt, do đó nó không cho ánh sáng truyền qua. Vậy đáp án ở đây là câu D. Câu 4, hãy biểu diễn tia sáng truyền theo phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải. Câu này các em chỉ cần vẽ một đường thẳng nằm ngang, sau đó mình sẽ vẽ mũi tên hướng từ trái sang phải là được rồi. Mình kết thúc bài ở đây.